Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới, thì sẽ không ai không nhớ đến Nam Phi, một quốc gia đã từng phát triển một kho vũ khí hạt nhân nhỏ dưới chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid trong chiến tranh lạnh. Nam Phi là nước duy nhất phát triển độc lập vũ khí nguyên tử, và sau đó quốc gia này đã tự nguyện từ bỏ loại vũ khí hủy diệt. Nam Phi có trữ lượng uranium dồi dào và bắt đầu làm giàu vào những năm 1960 cho cả mục đích sử dụng riêng và xuất khẩu. Quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của Nam Phi được đưa ra từ năm 1974. Đến năm 1977, một vũ khí hạt nhân dựa trên sự phân hạch, tương tự như quả bom được Mỹ sử dụng trong Thế chiến lần thứ hai, đã sẵn sàng để thử nghiệm. Quân đội Nam Phi bắt đầu kiểm soát chương trình từ thời điểm này và sự bí mật xung quanh chương trình đã tăng lên đáng kể. Đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nam Phi được đưa vào trang bị năm 1982 với trọng lượng 6 kiloton. Rõ ràng, nó được thiết kế cho các mục đích chiến thuật hơn là chiến lược. Cụ thể là để sử dụng chống lại các lực lượng quân địch tập trung hoặc lực lượng mặt đất của đối phương. Điều này xuất phát từ lo ngại rằng lực lượng vũ trang của Nam Phi sẽ bị áp đảo trong một cuộc chiến với các quốc gia láng giềng. Có thể so sánh, đầu đạn hạt nhân của Nam Phi với đầu đạn chiến lược lớn nhất được thử nghiệm là bom Sa hoàng, có sức công phá gấp 8.000 lần đầu đạn hạt nhân của Nam Phi. Có bom Little Boy thả xuống Hiroshima lớn bằng 250% so với đầu đạn của Nam Phi với đương lượng nổ 15 kiloton. Điều này đã phản ánh mục đích chiến lược của Mỹ khác với mục đích chiến thuật của quả bom Châu Phi. Công việc về chương trình hạt nhân của Nam Phi đã bị đình chỉ vào năm 1989. Các đầu đạn hạt nhân của Nam Phi được phát triển đủ nhẹ và linh hoạt để có thể triển khai từ tên lửa đạn đạo hoặc từ máy bay ném bom, và nước này đã mua lại công nghệ tên lửa của Israel. Quốc gia đã phát triển thiết kế tên lửa Jericho 2 để mang theo vũ khí hạt nhân. Để vận chuyển các đầu đạn hạt nhân trên không, Nam Phi đã sử dụng máy bay Hawker Siddeley, một máy bay tấn công do Anh chế tạo mà Nam Phi mua từ năm 1965. Máy bay này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1958 và phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh từ năm 1962. Chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1994 và loại máy bay này được lực lượng vũ trang Anh sử dụng để vận chuyển vũ khí hạt nhân trong suốt thời gian sau đó. Hawker Siddeley có thể bay với tốc độ cận âm Mach 0,95 và có phạm vi hoạt động đủ để tấn công các mục tiêu trên tất cả các quốc gia lân cận và xa hơn nữa nếu như được tiếp nhiên liệu trên không. 16 chiếc máy bay Hawker Siddeley Buccaneer đã được chuyển giao cho Nam Phi bất chấp các lệnh cấm vận vũ khí của nước Anh, và chúng có thể triển khai các tên lửa phòng thủ tầm ngắn từ không đối không cho đến các tên lửa không đối đất. Các máy bay ném bom đã được biên chế trong phi đội số 24 và bị cho nghỉ hưu 2 năm sau khi chương trình hạt nhân bị đình chỉ vào tháng 3 năm 1991. Mặc dù khả năng tác chiến rất hiệu quả, nhưng máy bay ném bom Hawker Siddeley Buccaneer thường xuyên gặp tai nạn với 13 vụ và nó đã khiến cho 10 phi hành đoàn Nam Phi thiệt mạng. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của những chiếc máy bay Buccaneer cho vai trò vận chuyển hạt nhân đã bị đe dọa nghiêm trọng trong những năm 1980, khi đối thủ quân sự hàng đầu của Nam Phi là Angola ngày càng chứng tỏ khả năng giành ưu thế trên không. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh quy mô lớn, máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ 3 MiG-23 của Angola do các phi công Cuba lái vượt trội hơn hẳn so với máy bay phản lực MiG-21 của Nam Phi trong một số cuộc giao tranh trên không, và sự hiện diện của những chiếc MiG nhanh chóng áp đảo các máy bay ném bom của Nam Phi. Nam Phi nhanh chóng điều chỉnh khả năng tác chiến của máy bay Buccaneer để có thể thực hiện các vai trò tấn công bằng cách sử dụng một quả bom lượn dẫn được gọi là Raptor-1. Loại bom này có thể cho phép máy bay ném bom thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân vào mục tiêu từ khoảng cách an toàn hơn. Vì chương trình hạt nhân đã bị chấm dứt dưới thời của chính quyền Tổng thống Clark vào năm 1989, vào thời điểm mà đất nước đang đặt đối mặt với sự cô lập về kinh tế và áp lực ngày càng tăng. Tiếp theo là việc nước này gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1991 và khiến cho những chiếc máy bay ném bom Buccaneer phải nghỉ hưu. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với một quốc gia châu Phi khác, Nigeria. Liệu quốc gia này có bước tiếp vào vết xe đổ khi mua máy bay của Trung Quốc hay không? Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Không quân Nigeria đã chính thức tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu JF-17 do liên doanh Trung Quốc và Pakistan sản xuất. Nhưng liệu rằng Nigeria có nhớ bài học mua chiến đấu cơ J-7MG của Trung Quốc cách đây chưa lâu? Theo tờ báo Eurasian Times của Ấn Độ, hợp đồng mua chiến đấu cơ JF-17 của Nigeria có trị giá khoảng 184 triệu đô la. Nó đánh dấu một bước đột phá trong xuất khẩu loại máy bay chiến đấu giá rẻ này. Đây cũng là cột mốc quan trọng trong năng lực sản xuất máy bay chiến đấu của Pakistan. Tham mưu trưởng không quân Nigeria Amao cho biết, tiêm kích chiến đấu JF-17 sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng tấn công của không quân Nigeria và đóng vai trò là máy bay chiến đấu đa năng tuyến đầu của Nigeria, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố, lực lượng nổi dậy và các mối đe dọa khác mà nước này đang tiến hành. JF-17 là loại máy bay chiến đấu giá rẻ, đa năng hạng nhẹ, một động cơ do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo giới thiệu của Trung Quốc và Pakistan, JF-17 được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, khả năng cơ động tốt và chứng tỏ được giá trị trong chiến đấu. Các chuyên gia quốc phòng cho rằng, so với máy bay chiến đấu của các nước phương Tây, mặc dù tiêm kích JF-17 có giá rất rẻ, chỉ bằng 1/4 giá của một chiếc chiến đấu cơ F-16V của Mỹ bán cho đảo Đài Loan hay Bulgaria, thậm chí giá còn rẻ hơn cả những chiếc F-16A đã loại biên của nước Mỹ. Thế nhưng JF-17 bao nhiêu năm qua vẫn chưa có khách hàng do chất lượng quá thấp. Nigeria đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ngày càng gia tăng của lực lượng Boko Haram và Tổng thống Buhari đang tích cực trang bị thêm máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân của mình nhằm đối phó với các tổ chức khủng bố nguy hiểm này. Trong vòng 5 năm vừa qua, lực lượng vũ trang Nigeria đã đưa vào trang bị 10 máy bay huấn luyện MFI-17 của Pakistan, 5 trực thăng vũ trang MI-35M của Nga, 2 trực thăng Bell 412 của Mỹ, 4 máy bay trực thăng A-109 của nước Ý. Về máy bay chiến đấu, Nigeria vẫn chưa có động thái mua sắm. Sau vụ mua chiến đấu cơ J-7MG, một bản sao chép của MiG-21 Liên Xô của Trung Quốc vào năm 2010, mặc dù mua chưa được 2 năm, không quân Nigeria đã bị tổn thất mất 3 chiếc J-7. Trong số máy bay này, chỉ được dùng để bay huấn luyện, chứ không thể dùng cho các nhiệm vụ khác. Còn máy bay JF-17, thực chất cũng là một phiên bản cải tiến của MiG-21 do liên doanh Trung Quốc và Pakistan cùng phát triển. Tiếng là quốc gia sản xuất máy bay, nhưng vật liệu và linh kiện của JF-17 đều do Trung Quốc cung cấp để lắp ráp tại Pakistan. Thành phần có yếu tố nước ngoài là động cơ RD-93 của Nga và ghế phóng của nước Anh. Ngay khi máy bay JF-17 ra đời, Trung Quốc tuyên bố không sử dụng loại chiến đấu cơ này mà chủ yếu trang bị cho Pakistan và xuất khẩu sang các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, nhất là các quốc gia ở châu Phi và Nam Á. Trong biên chế của không quân Pakistan, JF-17 cũng chỉ là loại chiến đấu cơ đóng một vai trò dự bị cho số chiến đấu cơ F-16 mà nước này mua từ phía Mỹ vào thập niên 1980 và đầu niên 1990. Có rất nhiều chiếc JF-17 đã phải nằm đất vì lỗi nứt vỏ hoặc trục trặc về động cơ. Mặc dù JF-17 được quảng cáo là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tốt nhất của không quân Pakistan chỉ sau F-16, nhưng JF-17 có thời gian hoạt động trên không cũng như khả năng mang vũ khí rất hạn chế. Và nếu như bị chép điện tử mạnh, JF-17 còn không thể xuất kích chiến đấu. Cốt lõi của hệ thống điện tử hàng không JF-17 là radar KLJ-7AL và máy tính điều khiển hỏa lực do công ty điện tử Nam Kinh của Trung Quốc sản xuất. Radar KLJ-7 có tỷ lệ hỏng hóc rất cao. Nhiều mô đun của máy tính điều khiển hỏa lực của JF-17 hoạt động không đáng tin cậy. Vì vậy, Pakistan hiện nay đang cố gắng sử dụng các máy tính điều khiển hỏa lực có trong nước sản xuất. Về mặt vũ khí, JF-17 chỉ được trang bị tên lửa không đối không SD10 và tên lửa chống hạm C801AK của Trung Quốc. Hiện tại, quân đội Pakistan đang cố gắng kết hợp JF-17 với các loại vũ khí khác của Trung Quốc, nhưng không mấy thành công. Pháo 23 ly của JF-17 hoạt động cũng thường xuyên xảy ra những trục trặc. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho JF-17 hoạt động kém là do động cơ RD-93 của Nga đã nhiều lần xảy ra hỏng hóc và có độ tin cậy kém. Động cơ có vết nứt trên cánh quạt, vòi phun và vỏ động cơ. Hiệu suất kém của động cơ RD-93 là một mắt xích yếu của JF-17. Không quân Pakistan, họ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về chất lượng bảo dưỡng của động cơ và những chi phí bảo dưỡng cao. Là quốc gia có dân số cao nhất ở Châu Phi và nền kinh tế tương đối phát triển lục địa đen, do đó các nhà quân sự Nigeria đặt câu hỏi rằng liệu chính phủ nước này có nên dựa vào các nước thế giới thứ ba để cung cấp vũ khí và thiết bị quan trọng hay không. Bởi vì sau vụ nhập máy bay chiến đấu J-7 đầy tai tiếng từ Trung Quốc, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của máy bay JF-17 được sản xuất bởi liên doanh Trung Quốc và Pakistan, trong khi các đối thủ như Ai Cập, Nam Phi, Ethiopia cũng như các quốc gia khác đang mua máy bay chiến đấu hiện đại từ Pháp, Mỹ, Đức, Israel và Nga, thì Nigeria chỉ có thể đến Pakistan và Trung Quốc để mua những chiếc máy bay giá rẻ, và bài học mua chiến đấu cơ C-7 vẫn còn nóng hổi tại Nigeria.